Xin chào anh em nha, chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Thì clip này mình sẽ review cái trang phục của Yorn anh em ơi. Mình cũng chả hiểu tên của nó là gì, nhưng mà thôi mình cứ đặt cho nó cái tên nó rực rỡ nha anh em. Đó chính là Yorn nhiễm sắc thể. Bởi vì sao? Bởi vì nó nhiễm một màu xanh của lá cây anh em ơi. Đó, một màu xanh thiên nhiên hay còn được gọi là xanh chuối anh em ơi. Anh em nào mà thích ăn chuối chắc chắn là thích trang phục này rồi. Và ngày hôm nay rất là buồn cười, có anh Greg bụng bự ạ. Anh đi bảo kê cho mình. Trời ơi, chú Minh Béo rồi luôn, chú kéo được một pha rất là đẹp mắt. Và mình đã bắn đây, rồi mình bắn hết mình, bắn nhiệt tình nhưng mà thanh niên đã chạy được rồi. Anh em có thể thấy bộ trang phục rất là đẹp luôn, một màu xanh, xanh vãi cả trưởng ra. Đó, thì chiêu thường cho đến cũng như kiểu là skill của nó nhá, hiệu ứng thay đổi hoàn toàn. Rồi luôn vãi cả trưởng à, cụ bụng bự vãi cả trưởng đứng ở trong bụi để cài ép nữa. Bỏ mặc Yorn chết lúc nào không ai. Rồi luôn cả Ninana nữa. Ngộ không cho một gậy thì làm sao mà chịu nổi. Đó, anh em bây giờ thấy Ngộ không ở Tề Thiên Đại Ngáo Thiên Cung. Đó, rất đa trâu luôn. Và giờ mình sẽ tiếp tục lên để mình trình diễn cũng như gọi là diện cái bộ trang phục cực kỳ đẹp nhanh nha em. Và mình đã mốt thành công cũng như mốt thành công hiệu ứng kỹ năng của nó. Rồi luôn. Ấy vãi cả trưởng à, anh bụng bự mà cuối cùng anh chạy nhanh hơn cả Yorn rồi. Vậy là anh đẹp trai anh em rồi đấy. Đó, nói vui thế thôi nhưng mà anh em có thể thấy chứng kiến được cái bộ trang phục này nó thay đổi hoàn toàn. Rồi luôn, kéo không thành công rồi. Và làm sao cướp chim của anh Yorn mà. Làm sao mà cướp được. Mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái nối trang bị rất là khỏe nha anh em. Bắn rất là trâu luôn. Cái bộ này thì mình sẽ để bên dưới clip nhá. Ok. Rồi luôn, bắn luôn. Làm sao. Rồi luôn, cụ chạy đi đâu cho trời nó hết nắng. Và như vậy là tỷ số 2-1 rồi anh em ơi. Mới cái phút đầu thôi, thế mà cũng đớp được 2 mạng rồi này anh em cũng đủ hiểu rồi. Đó, rồi giờ mình sẽ tập trung lấy cái trụ này. Ấy, sao trụ này bắn tôi vậy? Đấy, thì mình đã tìm hiểu cũng như học hỏi được một bạn mốt thành công được cái bộ trang phục này. Thật sự là nó cũng không khó lắm nhưng mà thôi, thì mình bữa nào mình sẽ hướng dẫn anh em mod chi tiết nhá. Ok. Đó, rồi ôi, nó cứ phải gọi là đẹp belly. Đó. Đây, mình sẽ tiếp tục mình đào ganh này. Rồi em Niniana ơi, khổ lắm cơ, hồ ly 9 đuôi mà cứ bắt đầu cứ bay nhảy tung tăng như một con chim vậy. Đó, mũi tên tình ái của Yorn mà bắn vào ai thì chắc người đấy ngất thôi anh em ơi. Đây, giờ mình sẽ đi cùng tem nha anh em. Ôi thôi, nó đẩy trụ rồi. Là mình sẽ phải sang bên kia mình đép đường thôi. Chứ cái thằng gì nhá? Cái thằng Phenix à? Đó, Phenix nó đẩy trụ nhanh lắm. Đó anh em thấy chưa? Gần mất trụ, may sao mà thanh niên Yorn đẹp trai sang. Ok, rồi tem tập trung đánh nhau, mình sẽ bắn ulti. Ui rồi có trúng ai không? Hình như là bay qua tóc Ngộ không rồi. Đó, rất là may mắn. Ui định mệnh, vãi cả trưởng à. Không được mạng hỗ trợ nào anh em ơi. Ok, bắn luôn, chơi luôn. Đó, anh em sử dụng chiêu 1 là bắt đầu là thanh niên kia bị trói buộc. Nó đứng im như phỗng thôi. Đó, gọi là đứng im chờ chết thôi anh em ơi. Rồi, hiện tại là tem mình đánh rất là hay luôn. 7 chết 3. Đó, mình đóng góp 2 mạng và hỗ trợ 1 chết 1. Nói chung là cũng rất là đẹp rồi. Ok, thôi mình sẽ cài con blue nhá. Con blue đã thuộc về mình rồi. Ok, bắn luôn, bắn tuyệt mông ra. Ok, ulti này, chạy đi đâu cho hết nắng. Rồi, quá là ngon, quá là đặc cấp anh em ơi. Ok, rồi luôn, chơi luôn đấy. Anh đừng, anh ơi, anh bụng bự ơi, anh đừng chôn đồng đội thế. Vãi cả trưởng, em có tí máu anh nôi lại để cho nó đánh em à. Rồi luôn, bắn luôn này, tuyệt này. Úi trời ơi, anh em thấy gì chưa? Chỉ một chiêu ulti thôi, thanh niên Ferdinth đã phải lên bảng điểm số rồi. Như vậy là cụ đã đi và chạy toát. Quá là đẹp trai và ngây thơ luôn. Trời ạ. Test thì test cái đồ thôi mà cuối cùng là trâu đã phết. Phải chăng là có cái bộ trang phục này Yorn của chúng ta gọi là hưng phấn hơn, bắn đau hơn. Đó, giờ mình sẽ vào mình KS con blue, bột đỏ nha anh em. Rồi không KS thành công. Không biết là bạn Narcout có chửi mình không nhưng mà thôi kệ đi. Bất chấp hết tất cả anh em ạ. Review trang phục mà anh em phải bất chấp lấy hết bùa của tem bạn, tem mình để trâu hơn nha anh em. Rồi bắn luôn, chơi luôn, bẹt bông ra chưa? Đó, lại có thêm 1 mạng rất là thơm. 5-1 rồi anh em ơi. Đó, đừng có đua, mới phút thứ 5 thôi mà đã được 5-1 rồi. Siêu Việt dành cho Narcout. Narcout đánh cũng rất là hay nhưng mà quá là tiếc bạn ơi. Bởi vì tí nữa thì mình sẽ vơ vét hết mạng bạc của bạn thôi. Ok, mình nói chung là mình farm hộ rừng bạn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì mình nên món đồ rừng mà anh em. Món cung bão tố. Anh em mà không farm thì chắc chắn là không có nội tại rồi. Đó, nội tại của con này thì của cái bùa của cái món trang bị nha anh em. Đấy, thì anh em cứ yên tâm mà đến với lại đồ của trưởng Star khi mà đã đưa cho anh em. Đó, bắn rất là đau, rất là tuyệt vời luôn. Rồi luôn bị hấp diêm như thế này thì chạy đâu. Ok, bất lực thôi. Đấy, thì đồ này mình thề luôn bắn như máy khâu, anh em có thể thấy rồi. 52 rồi, 52 là chỉ số của mình. Rồi bụng bự vừa ăn được một mạng. Bụng bự làm gì đây? Úi dồi, vào giữa tem bạn quẩy như kiểu phỗng vậy. Rồi luôn voi đang bật ulti, cứ bi bay đi bay lại. Rồi ôi vãi trưởng, Greg bụng bự 2-1. Hay. Ui đỡ bờ kinh em ơi. Cái đình mình đánh hay phết em ơi. Ok, đây mình sẽ ulti này. Không biết có trúng không. Rồi ôi sượt mông rồi nha. Đó, tốc ít mà chạy về thôi. Ok, đó. Nói chung là clip này là review thôi, còn đánh đấm không biết là thế nào anh em ơi. Đấy, thì mình cứ đưa ra cái trang bị này cho anh em. Anh em có thể nên đúng như mình nha anh em. Anh em cứ cố gắng thử nên mình giống mình xem nào. Đấy, xem nó có trâu hơn không. Đó, mình đã tìm hiểu và test mấy trận rồi. Thật ra là nó cũng rất là xanh luôn. Đó, bắn này. Úi dồi, không trúng một ai cả. Rất là đen. Đây, úi dồi, ôi Zuka, Narcout đang bay lên. Rồi thanh niên làm cái gì đấy? Úi dồi ôi, sử dụng luôn chiêu ulti à. Vãi cả trưởng, có lãng phí không quá không bạn ơi. Úi dồi ôi, ăn ngay chiêu run rồi. Thôi tôi chạy, tôi nuôi đã. Đấy, thì em cố gắng là đánh dom. Đó, ăn được luôn mạng. Anh em đánh dom là giữ khoảng cách giúp mình nha. Đừng có mà hổ báo cá trôn bay như một vị thiên thần vào tem bạn làm cái gì. Để cuối cùng làm sấp mặt ra. Ôi, có mạng luôn, úi dồi thơm. Úi dồi ôi, như kiểu là hôm nay thần nhập anh em ạ. Bắn như máy khâu vậy. Đó, rất là tuyệt vời luôn. 72 rồi. Chắc là trận đấu này được MVP rồi anh em ơi. Mình sẽ cố gắng giữ lại chỉ số nha anh em. Không đi feed mạng được. Feed mạng thì mất MVP như chơi. Ok, kéo ai? Làm sao? Trời ơi anh em thông cảm nhá. Nó hơi ồn do mấy cái con chó nó sủa kinh quá. Chó nhà mình nuôi anh em ơi. Ok, bắn luôn. Bắn. Bắn luôn. Rồi để trụ anh em ơi. Đó, tem mình tập trung hết ở đây rồi. Vãi, một ulti này. Úi dồi ôi, bắn chay luôn. Cuối cùng ăn được luôn mạng. 92 rồi anh em ơi. Anh em có thể thấy này, cái ADK rất là đẹp luôn. Ôi làm sao mấy thanh niên này. Ôi đánh đấm cái gì đây? Bẹt mông này. Đó. Rồi, tiếp tục ăn bùa nha anh em. Ngon quá. Chỉ số đang đẹp quá. Úi giời ôi, ăn choáng hàng loạt. Một ulti chết luôn Phenix anh em ơi. Ngộ nho thì đang hấp hối rồi, chạy về rồi. Ui thanh niên ơi. Khổ quá. Đó, anh em thì chưa gặp AD mà cứ kiểu là bị làm sao ấy, chạy tốc mào lên. Tề Thiên Đại Thánh thì thôi, cái trận đấu này thì cũng bị dòm nó hành cho. Đó, nói chung là tầm này thì mình rất là khỏe rồi. Khỏe thì anh em ăn cái con bùa đỏ này nhá. Ơi kìa, sao lại dẫn bùa là vậy? Mất bùa rồi. Đó, 1.200 đam. Rất là khỏe luôn. Rồi, tem bạn đang tập trung ăn blue à. Không biết là Narcout có chạy được không. Rồi, Narcout không chạy được rồi. Rất là đen cho bạn. Đấy, thôi chấp nhận nha. Mình xin cái con blue tạm vậy. Mình lại tưởng bạn đớp được con blue rồi. Nhưng mà cướp không thành công em ơi. Thôi kệ đi, kệ bạn chửi. Ok, Narcout ma. Thằng lờ do ốc châu. Vãi cả trưởng à. Đó, mình đã xin lỗi rồi, mình tưởng bạn KS thành công thì mình xin con blue thôi. Mà cuối cùng là bạn không đớp được con bùa xanh em ơi. Rất là đen cho bạn. Đấy, người ta gọi là đen thôi đỏ quên đi. Bạn làm gì mà nóng máy mà cháy boji bạn ơi. Cứ bình tĩnh. Rồi luôn, tốc biến chạy rồi. Thanh niên đen quá. Đen quá anh em ơi. Ok, làm sao? Ulti luôn này. Úi dồi ôi, sát thương gây ra đau phết anh em ơi. Đó, cái tầm này úi dồi ôi. Anh em thấy chưa? Sấy một chiêu nội tại mà gần chết hết cả một đám lính. Ok, mình sẽ lườn nách đánh võng anh em ơi. Đó, đánh võng. Đấy, anh em nhấn mạnh nha, đánh võng. Rồi luôn. Rồi mấy thanh niên gặp mình gọi là cứ chạy gấp ý em ơi. Đây, mình sẽ giữ khoảng cách nhá. Không biết là tem bạn ở đâu đây. Rồi mình đã nhìn thấy ngộ không nấp nó đâu đây. Anh em bình tĩnh nha, không để cho thằng Zom, à quên, thằng Ngộ Không nó áp sát được. Bởi vì để những cái con sát thương nó áp sát, nó vụt rất là đau. Ok, giữ khoảng cách thôi. Đó, cứ đứng ở ngoài mà rỉa thôi, có gì đâu. Đây này, tôi rỉa này. Không rỉa được thì anh em lại nuôi ra. Đợi có chiêu 1 rồi anh em lại sử dụng vào rồi anh em bắn. Ok, Ngộ Không đâu rồi? Ngộ Không ra đây tôi bật luôn, tôi đập luôn. Rồi thanh niên bụng bự ra gọi là dậm một cái KF luôn bùa. Không hiểu Greg ăn bùa đỏ để làm gì ạ. Hay lắm, bắn luôn. Chơi luôn, như vậy là chạy đi đâu, đánh luôn, bắn luôn. Đó, bắn như máy khâu em ơi. Úi dồi ôi, xanh chuối vãi trưởng à. Đúng là bộ trang phục xanh chuối em ạ. Xanh đúng như kiểu quả chuối luôn, bắn luôn. Làm sao bạn chạy đi đâu, rồi tốc biến mà KF làm cái gì. Rồi, để cuối cùng là đập mặt vô tường mà nằm lăn ra. Ok, bạn chạy đi đâu ạ? Bạn chạy đi đâu? Bắn cho không hết được luôn. Úi dồi ôi, làm sao? Ninana, bạn chạy đi đâu? Đúng một combo chết luôn. Đó, anh em có thể thấy là sức mạnh của Yorn ngày hôm nay. Đấy thì anh em nếu mà thấy hay đừng quên là ủng hộ mình một like nhá, cũng như chia sẻ video giúp mình nhá. Ok. Úi dồi, không biết là tem bạn có khóc không, nhưng mà chắc là với cái lối trang bị này mà bắn thì thôi, tem bạn cứ mà ứa ra nước mắt thôi. Đó, úi giời ơi. Như vậy là mấy con chó nhà mình nó hết sủa rồi. Đùng mình cứ mỗi lần làm clip là bắt đầu nó sủa như kiểu chưa bao giờ được sủa anh em ạ. Ok, có khi là cân kinh công không? Thôi đi, thôi bỏ ngay cái ý định ăn kinh công ngu người anh em ạ. Đó, một ăn cả ngã về không sấp mặt anh em ơi. Đang xanh chuối như thế này mà để nó cai ép kinh công thì khốn nạn lắm. Thua thì bất lực anh em ạ, rất là khó chịu luôn. Ơi làm sao? Ui Ninana ơi, bất lực bạn ơi, bạn ra đi đi. Ok, thần thánh luôn cho mình, quá là ngon anh em ơi. Rồi, trang phục đẹp. Người bắn hay thì ai mà chả thích rồi luôn. 14-2 rồi, chỉ số Anikey quá là đẹp. Mình mong là kết thúc game luôn để mình giữ lại chỉ số đẹp như thế này. Làm sao? Bắn luôn. Úi dồi ôi, 15-2. Úi dồi ôi. Rồi tôi để đây và không nói gì thêm anh em ơi. Úi giời ôi. Đó anh em thấy chưa? Đó, cái lối trang bị khá là dị anh em ạ. Bắn phát nào ra phát đấy. Tem bạn làm sao mà chống cự làm sao được anh em ạ. Bắn cho không nết được luôn. Rồi không cho tôi ăn blue. Tôi còn tí mana nữa thôi. Tham thì thâm. Đó, tham vừa vừa thôi. Rồi luôn. Đúng một nồi. Làm sao mà chạy, làm sao được, thần thánh luôn. Ngon quá anh em ạ. Ok, Ninana đang cố gắng là bay vào ăn mình. Nhưng mà thôi bất lực rồi. Đó, double kill luôn. Ôi thôi sấp mặt rồi. Ok, bắn luôn, chơi luôn. Ôi Narcout đứng nhìn tôi chết à. Ui dồi ôi, đồng đội văn minh vãi. Khốn nạn thật đấy anh em ơi. Đó anh em phải thấy những cái đồng đội khốn nạn như này anh em cần phải xa lánh nhá. Không nên đi theo chúng nó làm gì. Đó, nhìn mình chết anh em ơi. Nó nhìn mình solo kill với lại cái thằng Selena. Đó, cái đồng đội khốn nạn, tôi không còn gì nói được nữa. Tôi cạn lời với lại thanh niên Narcout anh em ơi. Ăn gì tôi cúng. Đó, rất là khó chịu với những cái đồng đội nó không còn gì để nói. Bạn chỉ cần hất tung cho mình quả đấy thôi là mình có thể là mình đảo, mình bắn được rồi. Rồi, nhưng mà không sao các anh em ạ. Nói chung một trận đấu thì mà. Đó, đồng đội khốn nạn thì thôi kệ. Thắng là được thôi. Ok, buồn cười quá. Đứt hơi anh em ơi. Bắn vừa bắn vừa bắn như thế mà còn Selena không chết được. Đấy, để nó chạy về. Rồi, đây mình sẽ tiếp tục là mình đi ăn hết con bùa của bạn Narcout anh em. Do cái tội là đồng đội khốn nạn. Đó, ok. Mình sẽ nên kết thúc game thôi, chứ để lâu cứ trò hóa bồn là không được đâu. Với cái chỉ số Anikey quá đẹp rồi, 17-3. Ngon quá. Rồi, món cuối cùng thì anh em nên lanh Phenix giúp mình nha. Anh em đừng lên cái món áo giáp hộ mệnh là cái gì? Cái giáp hồi sinh ấy, không việc gì mình nên nha anh em. Bởi vì anh em nên cái giáp hộ mệnh thì em không có sát thương bắn. Rồi luôn, mình đang bắn đây. Làm sao? Mình cần 5 luôn, sợ cái gì bạn ơi. Ok, một bắn này, một bắn vào đầu này. Rồi chạy đi đâu? Úi dồi ôi, tem bạn bay hết vào đây rồi, tôi chạy. Tôi bắn làm sao được? Một ulti. Trời ơi, một tí nữa một pha cần penalty anh em ơi. Rồi nhỏ quá anh em ơi, có khi là đồng đội mình ở đấy thì nữa thì chắc là mình penalty rồi. Rồi Yorn bắn phê vãi. Chả vãi sao bạn ơi, vãi hết cả ra ấy chứ. Vừa có một cuộc nổ tranh nổ ra ở đường ở khu vực bùa đỏ anh em ạ. Cái con bùa đỏ thì chắc là tem mình dặn cá chém thớt cho nên bùa đỏ cũng 5 năm rồi. Đó, Ngộ Không còn chạy về. Narcout đang săn đuổi. Ok, na ngáo. Đấy, phải nói luôn. nàng áo thể hiện. Đấy, vãi cả trường á, thanh niên gọi là bay đi bay lại và cuối cùng mãi mới trúng được Ngộ Không. Đó, cái tài múa của Na quá tuyệt vời rồi. Cái tài đứng nhìn đồng đội ra đi tôi cũng chấp nhận được rồi. Đấy, không còn gì nói luôn. Đấy, mặc dù là rất xanh nhưng mà em rất là tiếc, bởi vì có những cái đồng đội không thể chịu được. Tôi muốn khóc lắm. Rồi, đây mình sẽ nên mình ăn con bùa đỏ nha anh em. Bùa ra đến đâu là mình ăn đến đấy thôi, chứ có gì đâu. Đấy, hiện tại là cũng 16 phút 34 rồi, cũng rất là nâu na rồi. Ok, mình sẽ ăn con kinh công và lên kết thúc game luôn. Đó, không phải nói nhiều nữa. Nói chung là một mình ăn kinh công tầm này quá là chuyện nhỏ rồi, không cần ai nha anh em. Đó, ăn rất là nhanh luôn. Tụt âm âm, mấy máu tụt âm âm đi đây thì kinh công chịu sao nổi. Ok, nên kết thúc thôi anh em ơi. Ok, và đồng đội mình đã đi chung rồi. Đó, nên bắn như kiểu máy khâu, ai mà chịu được. Giờ chỉ cần bé Greg bé kéo em nào em đấy chết luôn đấy. Rồi anh em chưa, một thông là nửa cây trụ là cũng phải đi thôi. Ok, tanh bắn cả luôn. Đó, hack não luôn, thanh niên đang định bay mà bị ăn ngay cái chiêu một vào đầu. Ok, làm sao. Úi dồi ôi, tanh cơ mà đòi ăn AD cái tầm này thì thôi bạn quá là sai lầm rồi. Bạn ơi, về quê ăn Tết nhá bạn ơi. 21 4 rồi, ngon quá. Rồi bắn luôn, Ngộ Không chạy đâu. Ok, úi dồi, không có mạng rồi. Bắn luôn, bắn luôn. Rồi luôn, 22 chết 4. Ok, và kết thúc game mình nha bạn. Chúc anh em xem cuộc video vui vẻ nhá. Và đừng quên ủng hộ mình một sub nhá. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Ui giời ơi, không biết MVP không? MVP nhá. Ok, MVP rồi.